Tỉnh nguyện ngày 20 tháng 2. Trọng tâm thực sự của đời sống con ở trong ta. Hãy học cách sống hướng vào trọng tâm ấy. Ta ngự trong nơi sâu thẳm nhất của con người con, trong mối thông công vĩnh cửu với tâm linh con. Chính tại nơi sâu thẳm này, sự bình an của ta luôn ngự trị. Con sẽ không tìm thấy sự bình an trường tồn trong thế giới xung quanh con, trong các hoàn cảnh hay trong các mối quan hệ với con người. Thế giới xung quanh con luôn biến đổi dưới lời nguyền của sự chết và sự mục nát. Nhưng ngay trong con có một sự mỏ vàng ròng của sự bình an đang chờ đợi được khai thác. Hãy dành thời gian đào sâu vào sự dồi dào của sự hiện diện ta trong con. Ta muốn con hằng ngày càng hướng vào trọng tâm đích thực của con, nơi tình yêu của ta giữ gìn con trong vòng tay đời đời. Ta là Chúa cứu thế ở trong con. Ta là niềm hy vọng, vinh quang của con. Trong Côlôse đoạn 3 câu số 15 cũng có chép rằng: Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. Trong Côlôse đoạn 1 câu 27 có chép rằng: Vì Đức Chúa Trời muốn họ bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mầu nhiệm này giữa dân ngoại như thế nào, ấy là Đấng Christ ở trong anh em, là niềm hy vọng vinh quang. Nguyện xin mỗi một con dân Chúa đều tận hưởng được sự bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa.